Giáo dục địa phương 6 tuần 1 ở học kỳ 2 này, cô và các em sẽ cùng tìm hiểu về chủ đề 1. Vị trí, địa lý và đặc điểm lãnh thổ của thành phố Hồ Chí Minh. Ở chủ đề 1 này sẽ bao gồm 3 nội dung. Nội dung thứ nhất là về vị trí địa lý. Nội dung thứ hai là đặc điểm lãnh thổ. Và nội dung thứ ba là ảnh hưởng của vị trí địa lý tự nhiên và kinh tế xã hội của thành phố Hồ Chí Minh. Thì chủ đề này chúng ta sẽ tìm hiểu trong vòng 2 tiết. Thì tiết đầu tiên này, cô và các em sẽ cùng tìm hiểu nội dung 1 và nội dung 2 nhé. Cô và các em cùng đọc hộp thông tin sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh nằm trên vùng chuyển tiếp giữa miền Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ. Thành phố Hồ Chí Minh có tọa độ 10 độ 10 phút đến 10 độ 38 phút Bắc và 106 độ 22 phút đến 106 độ 54 phút Đông. Thành phố Hồ Chí Minh tiếp giáp với 6 tỉnh. Phía Bắc và phía Đông là các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu. Phía Tây là các tỉnh Tây Ninh, Long An và Tiền Giang. Về phía Nam, thành phố tiếp giáp với Biển Đông, mà trực tiếp là vịnh Đồng Tranh và vịnh Gành Rái. Thành phố Hồ Chí Minh có 4 điểm cực. Điểm cực Bắc thuộc xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi. Điểm cực Tây thuộc xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi. Điểm cực Nam thuộc xã Long Hòa, huyện Cần Giờ. Điểm cực Đông thuộc xã Thạnh An, huyện Cần Giờ. Thành phố Hồ Chí Minh cách thủ đô Hà Nội gần 1.730 km đường bộ, nằm ở ngã tư quốc tế giữa các con đường hàng hải từ Bắc xuống Nam, từ Đông sang Tây, là tâm điểm của khu vực Đông Nam Á. Trung tâm thành phố cách Biển Đông 50 km đường chim bay, đây là đầu mối giao thông nối liền các tỉnh trong vùng và là cửa ngõ quốc tế với hệ thống cảng và sân bay lớn nhất cả nước. Cảng Sài Gòn với năng lực hoạt động 10 triệu tấn một năm. Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất với hàng chục đường bay chỉ cách trung tâm thành phố 7 km. Về mặt kinh tế, thành phố Hồ Chí Minh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đồng thời cũng là một đỉnh của tam giác tăng trưởng kinh tế trong vùng. Điều đó có ý nghĩa đặc biệt đối với việc phát triển kinh tế của thành phố. Thành phố là đầu mối giao thông vào loại lớn nhất nước ta, với sự có mặt của các tuyến giao thông huyết mạch như đường ô tô, đường sắt, đường biển, đường sông và đường hàng không. Do đó, việc giao lưu với các vùng trong nước và các nước trong khu vực cũng như trên thế giới rất thuận lợi. Như vậy, vị trí địa lý của thành phố Hồ Chí Minh là một thế mạnh, góp phần mở rộng giao lưu liên kết ở trong và ngoài nước, giúp kinh tế của thành phố nhanh chóng hội nhập vào thị trường khu vực và thế giới. Dựa vào hình 1 dưới đây và hộp thông tin mà cô và các em vừa đọc, em hãy trình bày vị trí địa lý của thành phố Hồ Chí Minh. Các em đã có câu trả lời chưa nào? Khi nói về vị trí địa lý của thành phố Hồ Chí Minh thì thường ta sẽ nói những ý sau đây. Đó là phía Bắc, phía Nam, phía Đông, phía Tây của thành phố Hồ Chí Minh giáp với những tỉnh nào? Và điểm cực Bắc, cực Nam, cực Đông, cực Tây nằm ở những tỉnh nào? Vị trí địa lý của thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh tiếp giáp 6 tỉnh. Phía Bắc và phía Đông là các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu. Phía Tây là các tỉnh Tây Ninh, Long An và Tiền Giang. Phía Nam thành phố tiếp giáp Biển Đông, mà trực tiếp là vịnh Đồng Tranh và vịnh Gành Rái. Các em có thấy biểu tượng quyển vở và cây viết của cô không? Thì những line nào có biểu
tượng quyển vở và cây viết này thì các em sẽ ghi bài vào vở cho cô và ghi nhớ những kiến thức này cho cô. Thành phố Hồ Chí Minh gồm có 4 điểm cực. Cực Bắc là xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi. Cực Tây là xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi. Cực Nam là xã Long Hòa, huyện Cần Giờ. Cực Đông là xã Thạnh An, huyện Cần Giờ. Các em hãy thử xác định 4 điểm cực Bắc, Đông, Nam, Tây của thành phố Hồ Chí Minh lên trên hình 3 nhé. Các em có biết là thành phố Hồ Chí Minh có tất cả bao nhiêu quận, huyện và thành phố không? Các em có thể kể tên ra được không nào? Thì thành phố Hồ Chí Minh bao gồm một thành phố, 16 quận và 5 huyện. Đó là thành phố Thủ Đức. 16 quận bao gồm quận 1, quận 3, quận 4, quận 5, quận 6, quận 7, quận 8, quận 10, 11, 12, Bình Tân, Tân Bình, Tân Phú, Bình Thạnh, Gò Vấp và Phú Nhuận. 5 huyện thì gồm có Hóc Môn, Củ Chi, Cần Giờ, Bình Chánh, Nhà Bè. Các em có thể tìm hiểu thêm ở bảng 1 về diện tích dân số và mật độ dân số ở thành phố Hồ Chí Minh phân theo quận, huyện năm 2019. Để tìm hiểu về đặc điểm lãnh thổ của thành phố Hồ Chí Minh, cô và các em sẽ cùng đọc hộp thông tin sau đây. Diện tích tự nhiên của thành phố là 2.095,39 km², chiếm hơn 6,36% diện tích cả nước, trong đó gồm 494,01 km² nội thành và 1.601,38 km² ngoại thành, với số dân năm 2019 là 9,04 triệu người, bằng 9,4% dân số của cả nước. Thành phố trải dài 150 km theo hướng Tây Bắc Đông Nam, từ Củ Chi đến Cần Giờ, nơi rộng nhất là 50 km qua Thủ Đức, Bình Chánh, nơi hẹp nhất là 31 km qua Long Đức Hiệp, Nhà Bè. Thành phố có hơn 20 km bờ biển chạy dài theo hướng Tây Nam, Đông Bắc, có các cửa sông lớn của các con sông Lòng Tàu, Cái Mép, Gò Gia, Thị Vải, Xoài Rạp, Đồng Tranh. Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố lớn nhất Việt Nam xét về quy mô dân số và mức độ đô thị hóa, đồng thời cũng là đầu tàu kinh tế và là một trong những trung tâm văn hóa giáo dục quan trọng của cả nước. Thành phố Hồ Chí Minh bao gồm một thành phố, 16 quận và 5 huyện, tổng diện tích là 2.095,06 km², dân số là 9.038.566 người vào năm 2019. Thành phố Hồ Chí Minh cũng là địa phương có mật độ dân số cao nhất cả nước với trên 4.314 người một km vuông. Huyện Cần Giờ là nơi có diện tích lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh, gấp đôi diện tích của 19 quận của thành phố Hồ Chí Minh cộng lại. Quận có diện tích nhỏ nhất là quận 4, chỉ 4,18 km². Năm 2021, thành phố Thủ Đức được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 quận cũ là quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức. Thành phố Thủ Đức trở thành thành phố đầu tiên của Việt Nam thuộc loại hình đơn vị hành chính thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương. Thành phố có diện tích 211,56 km². Dân số năm 2019 là 1.013.795 người, mật độ dân số đạt 4.792 người trên 1 km vuông. Thủ Đức nằm ở cửa ngõ phía đông thành phố Hồ Chí Minh, có vị trí quan trọng trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, là đầu mối của các tuyến giao thông huyết mạch giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ như xa lộ Hà Nội, đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Giây, quốc lộ 1A, quốc lộ 13, đại lộ Phạm Văn Đồng, quốc lộ 1K.
Ngoài ra, tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên chạy dọc theo xa lộ Hà Nội trên địa bàn thành phố đang trong quá trình hoàn thiện, dự kiến sẽ được đưa vào vận hành từ năm 2022. Hiện nay, thành phố Thủ Đức đang được chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đầu tư xây dựng thành một đô thị sáng tạo tương tác cao. Thành phố Hồ Chí Minh còn có vùng biển Cần Giờ với xã đảo Thạnh An đóng vai trò đảo tiền tiêu trong chiến lược an ninh quốc phòng. Ngày 1 tháng 4 năm 2021, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định công nhận xã đảo Thạnh An thuộc thành phố Hồ Chí Minh được hưởng các chính sách ưu đãi đối với xã đảo theo quy định. Sau khi đọc xong hộp thông tin, thì các em có thể trình bày đặc điểm lãnh thổ thành phố Hồ Chí Minh cho cô không? Diện tích tự nhiên của thành phố là 2.095,39 km2 với số dân năm 2019 là 9,04 triệu người, bằng 9,4% dân số của cả nước. Thành phố trải dài 150 km theo hướng Tây Bắc, Đông Nam. Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố lớn nhất Việt Nam xét về quy mô dân số và mức độ đô thị hóa, đồng thời cũng là đầu tàu kinh tế và là một trong những trung tâm văn hóa giáo dục quan trọng của cả nước. Thành phố Hồ Chí Minh bao gồm một thành phố, 16 quận và 5 huyện. Tổng diện tích là 2.095,06 km2. Dân số là 9.038.566 người vào năm 2019. Thành phố Hồ Chí Minh cũng là địa phương có mật độ dân số cao nhất cả nước với trên 4.314 người trên 1 km2. Huyện Cần Giờ là nơi có diện tích lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh, gấp đôi diện tích của 19 quận của thành phố Hồ Chí Minh cộng lại. Quận có diện tích nhỏ nhất là quận 4, chỉ 4,18 km2. Các em có thấy biểu tượng quyển vở và cây viết không? Thì những line nào có biểu tượng quyển vở và cây viết là những phần mà các em sẽ ghi chép vào trong tập và ghi nhớ những kiến thức đó cho cô nhé. Cô và các em tiếp tục tìm hiểu về đặc điểm lãnh thổ thành phố Hồ Chí Minh nhé. Năm 2021, thành phố Thủ Đức được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 quận cũ là quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức. Thành phố Thủ Đức trở thành thành phố đầu tiên của Việt Nam có diện tích 211,56 km2. Dân số năm 2019 là 1.013.795 người, mật độ dân số đạt 4.792 người trên 1 km2. Thủ Đức nằm ở cửa ngõ phía đông thành phố Hồ Chí Minh, có vị trí quan trọng trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Hiện nay, thành phố Thủ Đức đang được chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đầu tư xây dựng thành một đô thị sáng tạo, tương tác cao. Ngày 1 tháng 4 năm 2021, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định công nhận xã đảo Thạnh An ở Cần Giờ thuộc thành phố Hồ Chí Minh được hưởng các chính sách ưu đãi đối với xã đảo theo quy định. Hướng dẫn về nhà của cô như sau. Thứ nhất là các em hãy chép bài và học thuộc những phần có biểu tượng quyển vở và cây viết vào trong tập giáo dục địa phương 6. Thứ hai là các em hãy trả lời cho cô câu hỏi sau. Dựa vào bảng 1 sau đây, em hãy nhận xét diện tích và dân số các quận, huyện năm 2019 của thành phố Hồ Chí Minh. Em hãy nhận xét mức độ dân số các quận, huyện của thành phố Hồ Chí Minh. Học giáo dục địa phương 6 của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em trong các tiết học giáo dục địa phương 6 tuần sau.